bữa nó mới kêu. Ai biết đâu rồi, mấy anh mày nghĩ là an toàn rồi đâu ta. Ai cấp lờ tỉnh thôi, tỉnh thôi. Ôi trời, gì ghê hả? Cái gì vậy trời, bắt nâng cấp đi trời. Thật không là không thể tin nổi. Thì mùa hè cũng đã sắp tới mọi người á. Thì anh em là chưa có kim cương để quay đầu cho mùa này á. Thì nó shop của tôi, thì shop tôi là shop lbgtv.com. Thì hiện tại shop tôi giảm đến 80% tất cả dòng quay và tỷ lệ game cương cực kỳ cao. Thì cái link shop mình sẽ để phần mô tả phần lượng phía bên dưới nha. Ok, hello mọi người nha, thì mình là Lê Bình Cảm ơn đây. Đó, thì ngày hôm nay á là tròn biên nó cần 3 tiếp anh em ơi. Wow. Rồi nói chung á, à thằng này tính ra nó cũng mê gái phết anh em. Chưa giờ nó hung rồi, nó hung gái nhà người ta rồi. Nani? Sao, thấy mấy chị nó đẹp không? Anh trời, chỉ của anh mà. Ok, em ơi, cố lên. Đây, anh sẽ gã cho em. Đi đâu anh em, hay. Ủa, nó giữ ta. Tay nha, anh em có tiếng. Đấy, chạy vô đầu luôn kìa. Gã cho chị qua luôn trời, trời, cân qua dễ trời. Ok, anh em ơi, 1-0 rồi nha anh em, đó. Đó thì nói chung á là ba chị này nói chung là chị gái tôi hết, cực kỳ xinh luôn anh em. Hơi đẳng cấp, hơi bị xinh luôn á, chị luôn là bé xinh em hiểu không? Nói chung là nó nhìn cái này gì mà chọn đúng cái bà mà cầu hở luôn. Thằng này được, này có tính chất ấy, này có tính chất ấy. Nè bắn từ từ nha, pin mà hô là anh không cho pin chọn mà chọn gã đâu á. Nó chơi nó còn nhỏ rồi gã gã. Kêu chung thôi, từ lớn đi. Không, trời ơi, mắng càng ngày lên tay anh em, đánh cấp phải nọ anh em. Quá là điều bình thường luôn. Ok anh em ơi, 2-0 nha anh em. Rồi, giỡn mặt hả, mấy chị qua bắn hơi bị dữ nha anh em. Đánh cấp được, hợp lý. Đen thôi, đỏ quên đi. Mém em này thì mình bắn cây cứu anh em ơi. Và anh em nhớ hóng cái hào tái tay của thằng Bin anh em đó. Sắp Tết thì tại lực tôi đang làm cái hào tái tay của thằng Bin. Anh em nhớ hóng hào tái tay quá. Thần đồng lớp 3 anh em, đẳng cấp lắm anh em. Cái tay chút xíu à mà nó bắn cái iPhone quá nữa vậy. Mấy thằng này hào tái tay càng ngày càng đỉnh nha. Được á, hợp lý á. Chết. Kéo dọc xa luôn rồi. Rồi, thằng này phản xạ còn yếu lắm anh em ơi. Thằng này phản xạ còn yếu quá, nhưng mà nói chung á là thích chị nào thì anh kêu các bạn chơi game ha. Được em ơi, các bạn chơi game chung thôi chứ nó còn nhỏ lắm. Cho để chào cái nào thì tôi hiểu chuyện hơn được chưa này. Mày full bài hết sầu luôn rồi, mé đẳng cấp vãi cái nồi em ghê vãi rồi. Ok anh em ơi, tiếp sau tài là 3-1 rồi nha. Đó thì tôi sẽ tái tay của Win á, sẽ thêm cái setting nha anh em, setting của Win nha. Thì setting của Win nó ra giống tôi á, tại vì nó thấy tôi bắn setting nó hay anh em nên nó tập luôn anh em. Cái tay lớn xíu à, cái tay nhỏ tôi vãi cái rồi anh em. Anh em nhớ không theo video là tay nha. Mình khó chết á, kèo mau. Này, phải có. Này, ui, Win máu đỏ luôn em. Cái này nó bắn càng ngày lên tay anh em ơi, quá sầu luôn. Ôi, anh thấy không? Thao tác nhanh vãi nồi anh em, thề. Thao tác nhanh vãi cái nồi luôn. Úi dồi. Đợi nghe mà tỉnh nha, phải kìa. Chứ mặt luôn. Ủa, anh giáp hôm nội. Trời ơi, anh giáp luôn trời. Anh từ thôi, tỉnh thôi. Anh thấy không? Thao tác nó nhanh vãi nồi anh em, thề. Bắn đi bên đây, mất thời gian quá. Rồi, chị của anh nha, chị nó mất hơi bị ghê á. Điểm húi cho Skyler, này điểm húi. Thế thì kệ tao. Chơi gì là con gái tao không hết đâu nha, điểm húi quá. Ok, nên mình tiếp theo là 4-1 nha anh em. Đó, anh em xem rồi nhấn like của cái kênh, hộ tôi bằng pin nha anh em. Đó, được. Sao cầm pin không thấy gì, tầm pin ta, sao mặt tối vô mỗi đây nè. Đô. Rồi dữ nha, ok, bắn đây, tập trung bắn đây. Ba sáu là họ bị chết là xong luôn á. Ui, hai đứng xìu rồi. Hai một, đặt cái lô lại chết. First kêu rồi không nghe mẹ, nó còn xử lý yếu quá, phải kêu lô lại mới chứ. Ok, năm mươi tiếp theo là 4-2 anh em. Mẹ thằng này nó ẩu quá, bớt ẩu đi pin, bắn gì ẩu vậy, đặt kêu đàng hoàng nghe chứ. Mấy cái file đó là sao bắn lại người ta hai người ta dồn đam sẽ bắn lại. Từ từ mình tỉnh thôi, mình tỉnh mình xử lý kìa. 1-2 xử lý từ thôi mình tỉnh thôi. First blood. Trời ơi, qua sao trúng đầu mà bà kia bắn chết luôn em. Em mà mày chị nó bắn ghê vậy, quá là điều bình thường luôn.
Rồi, mấy bà chị đang gỡ kèo nha. Nói rồi, bắn ẩu là chết liền. Mấy bà chị tôi đang gỡ kèo anh em. Mình đang có vị trí của Milen nè, Quỳnh nè và Trà Bông như anh em đó. Cái hình hồi nãy tôi cũng đưa anh em rồi. Ui, tôi vừa lướt qua cái một pha full đỏ từ vị trí của Cubin. Ui, nó nở tâm bãi nò tiên bắn này ra 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 1 kilo anh em, đẳng cấp, đẳng cấp. Phải rồi, phải rồi. Kéo vòng lại, kéo vòng lại, kéo vòng lại. Trời ơi. Rồi đặt cái lô chạy ra sao. Đặt cái lô chạy ra sao, chạy nhảy thôi, chạy đi đâu vậy, ok, ok. Trời ơi, Bin ơi. Đi vòng đi. Sao không nhảy lên chứ vị trí ơi. Nhảy lên chứ vị trí rồi, hãy nhảy ra. Chưa nhảy ra rồi. Nhảy rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tỉnh thôi, tỉnh thôi, mình tỉnh thôi. Ui, đi ra một hướng thôi, chạy đặt kéo ra, đặt kéo ra, quay ra. Đặt kéo ra, chạy trước mặt ra nữa chết. Này, mùa một rồi. Rồi, mình tỉnh rồi, mình tỉnh rồi, mình tỉnh rồi, mình tỉnh rồi. Mẹ đâu phải uống liền, mẹ là phải kiểu. Nói chung một con nhỏ này, nói chung có tiếp thu nhanh nữa heo nè, hiểu không? Nói chung là cái gì cũng phải từ từ em ạ. Rồi, từ từ thì kiểu gì nó cũng thành công. Ôi. Cái pha này giống thằng anh nè, thằng anh là làm cái pha này hơn nhiều luôn. Bắn xe bên thì đụng đầu anh em, đẳng cấp, đẳng cấp. Ê, đẳng cấp đó nhờ. Được, hợp lý. Cùng một, bắn tỉnh thôi nha. Chàng vậy đó, từ từ. Ủa đỡ nha. Ủa, đẳng cấp, đẳng cấp. Nè, chưa, trời, anh em phải từ từ, cái gì phải từ từ. Tôi phải uống liền từ từ đi, hiểu không? Xuất sắc, xuất sắc. Uầy, 15kg đẳng cấp nha. Ô, mấy bà chị với tôi bắn kỵ ta. Hình như là mấy bà chị tôi biết tin là thằng em tôi hay sao á, muốn làm dạ sao ta thôi không biết tết đâu anh em, em nói lắm chị lắm. Ok anh em ơi, cứ bình tĩnh thôi, cái gì cũng phải từ từ, bình tĩnh thôi anh em ơi. Rồi nha, bắn này kéo vòng lại, kéo vòng lại, kéo vòng luôn, kéo vòng luôn, máu lên, máu lên, máu lên. Đó, nói chung á là anh em nào có anh em nào muốn solo không, nếu muốn solo á comment lên đi phía dưới nha, mỗi anh em xem tới khúc này cũng nghe để biết mình đi với anh em. Nếu mà anh em có xem tới khúc này á thì nhớ comment đi phía dưới, tôi sẽ chọn ra mấy bạn mà là đẳng cấp với anh em, tôi chọn mấy bạn solo với thằng em trai tôi thử nha, hoặc là thứ ba cũng bố luôn, thằng em thứ ba cũng bố là chị bình thường. Ôi quên sọc đi, quên sọc đi, máu lên, máu lên, quên sọc luôn. Ơi máu đi, máu đi, máu đi, máu đi, đặt kêu vòng rồi bên phải kìa, bắn. Ủa phải nó bắn rồi, hát sọt rồi. Ây, đâu rồi, bình tĩnh nha, qua sọt cái hát sọt nha. Ôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bên phải kìa, bên phải. Trời ơi, sao chỉ ra bên trái, bên phải mà. Ủa còn xíu máu anh em, nét cái mũi luôn anh em. Nói chung là mấy bà chị tôi bắn không đẳng cấp luôn á. Đó, thì bạn nào xem video đến đây mà chưa nhấn like và đăng ký kênh hộ tôi á thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh hộ tôi nha. Ngoài ra các bạn nhớ comment cái chủ đề mà muốn làm với Cubin anh em. Đó, anh em muốn tôi làm gì cho anh, hay là muốn cân 3 cân 4 hay là chị gái cái kiểu, nói chung là anh em muốn làm gì anh em nhớ comment bên dưới và cũng như là comment cái ý tưởng anh em muốn làm nha. Ủa nó bị đánh em. Hay bị đầu rồi. Mấy anh bị nghĩ rồi này toàn đầu ta. Hay đẳng cấp. Lâu tỉnh thôi, tỉnh thôi. Ôi. Trời. Chị gái hả? Cái gì vậy trời, bắn nâng cấp đi trời. Thật không được, không thể tin nổi. Ok anh em ơi, 6-4 rồi. Gán lên em, thêm một trận nữa là anh sẽ kêu mấy chị đó tính bạn để chơi game chung với em nha. Nè, thằng này tính ra nó cũng có tính chất á. Thằng này mê gái á nè em. Trời mà, em mê gái bắn là người nơi. Đừng gồm quá, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Đặt cái lùi lại, lẹ 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 lẹ. Lùi luôn, lùi luôn, lùi luôn. Bị lắc rồi em ơi, lắc sao á. Phải kìa, kéo vòng đi, kéo vòng đi, kéo vòng đi, kéo vòng đi. Vòng lại, vòng lại. Ok. Đúng máu đầy máu rồi, bây giờ kiếm hướng rồi đi nè. Bây giờ cho nó tự xử đi nè, cho nó tự xử luôn, bây giờ kiếm hướng nó chạy đi. Kiếm hướng nó chạy ra nha. Chạy chạy nó luôn nha. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Kéo ra, chết. Rồi, 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 xong rồi, mơ rồi. Rồi, vòng nó đi, cái vòng nó đi, vòng lại, vòng lại chết. Nói rồi, không nghe. Trời ơi. Này, không nghĩ lời gì hết trơn, kỳ quá. Em đeo lắm. Rồi. Đừng có để mấy bà chị lật kèo nha, mấy bà chị lật kèo là anh không có cho chơi game chung chị nào nha. Đó, thì bắt đầu đây bắn cực kỳ gai. Cực kỳ gắt như anh em, đó, mà mình 19 kêu rồi. Cảm ơn. Ôi, anh đi đầu luôn. Quay quay, được, 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 được. Trái kìa em. Đúng rồi. Kèo là kèo là chạy. Phải á, chạy phải á. Phải. Kèo bên phải chứ mày đặt kèo bên phải. Ôi, chạy này là ngáo rồi, chạy này vô là tụng rồi. Này cáp bằng cáp. Ui, bên phải rồi chứ bằng luôn. Này, một, cùng hai rồi, cùng hai rồi, một, một. Đu, quá sợ luôn hả? Đu. Không quá sợ luôn nha. Không quá sợ luôn, không quá sợ quê nha. Trời ơi.
rồi, quan giáp luôn nội. Không sao, giờ muốn chơi với em chị kia đúng không? Ok, lên kêu chị kia bạn nha. Ok, ba mọi người, hẹn mọi người lần sau nha. Bye bye. Anh em nhớ comment đi, phía dưới như là cái tiêu đề anh em muốn làm của viên biên nha anh em. Ok.